Xin chào bạn Thắng. Well, I'm so thankful for the Chinese Cantonese opera singers to be with us this morning. Rất là lần đầu tiên mà cái bài hát của người Trung Quốc đến hát với chúng ta sáng hôm nay. And then also I have been praying with you about having a senior pastor, so I'm glad also to hear that in a week our senior pastor is going to be joining us here. Và tôi cũng cầu nguyện cùng với quý vị trong thời gian qua để xin Chúa cho chúng ta có một vị mục sư quản nhiệm, và trong một tuần nữa thì vị mục sư quản nhiệm sẽ đến trong thời gian chúng ta. And then this morning I would like to invite you to our fourth event for the nation's worship. Tôi cũng dùng cơ hội sáng hôm nay để mời quý vị đến để dự cái buổi lễ thờ phượng của các quốc gia. It's going to be within less than a month, in October 22nd. So the Vietnamese church is also going to be part of it, and our sisters are going to be also part of it. And then we've got almost like 15 ethnic churches, and Wheaton College is also going to be part of it. Chúng ta sẽ vào ngày 22 tháng 10 sẽ có hơn 15 cái dân tộc từ các nơi đến để tụ họp tại Wheaton College. Và quý vị ở trong Hội Thánh Trung Quốc sẽ dự phần trong đó, và Hội Thánh Chính Việt Nam chúng ta cũng sẽ dự phần trong đó để chúng ta thờ phượng Chúa. So I would like to invite you. This is an event where all ethnic churches come together and worship the King. Và tôi xin mời tất cả quý vị, đây là lúc mà dân tộc các nơi đến để thờ phượng Chúa chung với nhau. Well, this morning I would like to speak on the importance of hearing. Sáng hôm nay thì tôi muốn nói đến cái tầm quan trọng của việc chúng ta nghe. In Matthew chapter 11 verse 15 it reads like this: He who has ears to hear, let him hear. Ở trong Matthew đoạn 11 câu 15 nói rằng ai có tai mà nghe, hãy nghe. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện. Our Father and our God, we want to thank you so much. Lạy Cha, Chúa chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Thank you, Father, for this morning, and then help us to hear the word of God and to listen to it. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, xin Chúa giúp chúng con nghe lời của Chúa và chúng con lắng nghe lời của Ngài. Father, help us to prepare our ears to hear from you. Xin Chúa chuẩn bị lòng và lỗ tai chúng con để chúng con nghe lời Chúa. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Well, Jesus, when he was preaching, at the end of his preaching, he always says, "He who has ears to hear, let him hear." Khi Chúa Giêsu giảng dạy, thì thường khi mà tới đoạn cuối cùng trước, thì Chúa thường hay nói rằng, "Ai có tai mà nghe, hãy nghe." Can you hear me? Quý vị có nghe tôi hay không? Let me say it one more time. Can you hear me? Quý vị có nghe không? Because at the end, I'm going to ask you. Not the same question. At the end, I'm going to ask you, can you listen to me? Bây giờ thì tôi hỏi quý vị là quý vị có nghe hay không, nhưng mà khi giảng xong thì tôi có hỏi quý vị đã có lắng nghe hay không? So Jesus says, he who has ears, let him hear. Và Chúa Giêsu nói rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. What is hearing? Nghe là gì? Charlie, the dictionary, I was looking for the dictionary, and it says, hearing, it says, to hear is to take in sounds to our ears. Khi mà tôi coi từ điển thì cái chữ nghe có nghĩa là gì? Chữ nghe có nghĩa là chúng ta nhận tiếng động vô trong lỗ tai của mình. It means to let any sound, it could be anything, but to let any sound to come into our ears. Có nghĩa là chúng ta lấy để cho bất cứ âm thanh nào đi vào trong lỗ tai của chúng ta. So hearing is something that enters to our ears. Có nghĩa cho nên nghe có nghĩa là một cái âm thanh nào đó đi vào lỗ tai của chúng ta. But at the same time also I looked at the dictionary, what is listening? Và cùng lúc đó thì tôi coi cái chữ lắng nghe. Listening is what something which it penetrates through the ear and goes to the heart, to the mind and to the soul. Và lắng nghe có nghĩa là gì? Lắng nghe là cái gì nó đi vào lỗ tai chúng ta, nó thấm thấu vào trong lòng chúng ta, trong tâm tư chúng ta và trong ý tưởng của chúng ta. To listen is to pay attention to what we hear. Lắng nghe có nghĩa là gì? Là chúng ta lắng tai chú ý
nghe những gì ta đang nghe. Or to listen is to hear the sounds and the words with understanding. Lắng nghe có nghĩa là chúng ta nghe cái âm thanh đó với cái lòng trí hiểu của chúng ta. Hearing and listening are not the same, but they are related to one another. Cho nên nghe và lắng nghe nó không giống nhau, nhưng mà nó liên quan với nhau. I can hear without understanding. Tôi có thể nghe, nhưng mà tôi không hiểu. Actually, I can hear all languages. All languages. I can hear it. Thật ra tôi có thể nghe tất cả mọi ngôn ngữ. But I don't understand all languages. Nhưng mà tôi không có hiểu tất cả mọi ngôn ngữ. So hearing is not only by itself, it's not important. Cho nên nghe chỉ là bề mặt bên ngoài, nó không có quan trọng. So I can hear without understanding. Cho nên tôi có thể nghe mà không hiểu. But at the same time also I can hear without listening. Và có lúc tôi có thể nghe mà không có lắng nghe. Actually, what happens is if we are not attentive or paying special attention to what we hear, we will have definitely to have the tendency not to listen. Nếu thật sự, nếu chúng ta nghe mà chúng ta không có thật sự để tâm vào những gì chúng nghe, thì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta nghe mà chúng ta không nghe gì hết. I can hear but refuse to listen. Tôi có thể nghe nhưng mà tôi có thể từ chối cái vấn đề hiểu. So in this way, hearing is not important unless we listen. Cho nên nghe nó không quan trọng trừ khi chúng ta lắng nghe. I'm sure like you, like me, sometimes we sit and people are talking to us, but we don't get it. Tôi cũng giống như quý vị, có nhiều lúc chúng ta ngồi, chúng ta nghe người khác nói chuyện với mình, nhưng mà chúng ta không hiểu gì hết. Last week, my wife was concerned about something. Tuần vừa rồi vợ tôi có quan tâm một vài vấn đề. And you know, our wives, when they speak, they want us to listen to them. Có nghĩa là khi quý bà vợ nói thì quý bà muốn chồng phải lắng nghe. So my wife, without stopping, she was speaking for almost 15 minutes. Và vợ tôi nói một cách liên tục trong vòng 15 phút mà không có ngừng. And you won't believe me, I was looking face to face to my wife like this. I was just looking at her. Và tôi nhìn chằm chằm vào mặt của bà. But my mind was somewhere else. Nhưng mà trí của tôi thì nó lảng vảng nơi khác. At the end, she asked me a question. Và khi bà nói xong thì bà ta hỏi tôi một câu hỏi. Mà tôi không hiểu. The reason was I was there with my wife, but I didn't hear any word. Có nghĩa là tôi nghe lời vợ tôi nói, nhưng mà tôi không có lắng nghe một chữ nào hết. What? My ear is not it was not injured. My ear was there. Có lỗ tai của tôi thì ở đó. But the problem was my mind, my heart, and my soul was not there. Nhưng mà cái vấn đề là cái tâm trí của tôi, cái tấm lòng của tôi và cái linh hồn của tôi không có nghe. Because of that, she asked me, did you hear me? I said, I didn't hear. Cho nên bà hỏi tôi, ông có nghe gì không? Thì tôi nói, không nghe gì hết. And then you know, when our wives, when we don't hear and listen to them, what happened? Quý vị biết, khi các bà vợ hỏi mà mình không nghe, thì chuyện gì xảy ra, quý vị đã biết. So, there are many reasons, you know, if hearing and listening is not the same, and the most important is we hear and we have to listen. Cho nên có rất là nhiều cái lý do cho chúng ta thấy rằng nghe và lắng nghe nó không giống nhau, mà chúng ta phải nghe và lắng nghe. So what are the reasons not to listen to what we hear? Đây những lý do nào mà làm chúng ta không có lắng nghe những gì chúng ta nghe? Before that, I want to take you. You know, our ears are connected with our mind, with our soul, and with our hearts. Và trước khi đó thì tôi muốn nói quý vị rằng cái lỗ tai chúng ta nó liên quan đến cái tâm trí của mình, nó liên quan tới trái tim của mình và nó liên quan tới cái linh hồn của mình. So if our ears are in harmony with our soul, mind and spirit, we have the tendency to listen. Và nếu chúng ta nghe với tâm trí, với linh hồn của mình và với cái tâm thần của mình thì chúng ta sẽ lắng nghe. Let me give you a good example. For example, a newly dead person. If his body is here, and I could go to his ear and whisper to his name, he will not answer me. Tôi lấy một ví dụ, một cái người vừa mới qua đời nằm đó và tới mà tôi nói vào lỗ tai của người đó thì người đó sẽ không trả lời. The reason is it's not because his ears are injured or he's deaf, but the reason is the soul is not in the body.
Lý do là gì? Lý do không phải là ông không nghe. Lý do là có nghe nhưng mà cái linh hồn không còn nằm trong thể xác. So, in other ways, it's not the ear which hears. The ear is only a channel which hears what we listen, what we hear, which listens is the soul, not the ear. Cho nên cái lỗ tai chỉ là một cái phương tiện, mà cái nghe là linh hồn chứ không phải là lỗ tai. So when we come to church, the reason is we don't hear and listen are sometimes we come to church with absent mind. Nhiều khi chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta không nghe gì hết, bởi vì chúng ta đi nhà thờ mà tâm trí không có ở đó. When you ask some people they have been in the entire, I mean worship, when they go out, when you ask them, what was the pastor preaching? And I'm sure they can tell you even, they cannot tell you even a word, because they were there, but their mind and their ears were somewhere in Vietnam. Có nhiều khi mình ngồi trong phòng nhóm mà từ lúc mà thừa phượng cho đến khi mục sư giảng xong mà bước ra hỏi là bữa nay mục sư giảng cái gì thì không có biết, không nhớ một chữ nào hết, bởi vì cái tâm trí đã để về Việt Nam. So we can bring our body here, but our soul and our mind and our heart is somewhere. Chúng ta có thể đem cái thân thể chúng ta đến đây, nhưng mà cái tâm trí của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta và cái tấm lòng chúng ta nó ở chỗ khác. The other reason for not hearing and listening is because we are not prepared to hear. Và cái lý do nữa mà tại sao chúng ta không có lắng nghe, bởi vì chúng ta không có chuẩn bị để nghe. Because sometimes we are here just to make sure that the church leaders to tell them that we are present. Nhiều khi chúng ta có mặt ở đây để những người trong hội thánh, những người lãnh đạo hội thánh thấy rằng chúng ta có mặt ở đây. Since we are not prepared to hear, we come without hearing and listening, we go back home. Và chúng mình đến đây mà không có chuẩn bị để nghe, chúng ta ngồi đây rồi chúng ta đi trở về. The other reason for not hearing and listening is because we didn't give a big value to what we are going to hear. Một lý do nữa mà chúng ta không có nghe, bởi vì chúng ta không có thấy cái nghe để chúng ta nghe là quan trọng mấy. When something is important to us, our ears are ready to hear. Nếu mà có một vấn đề quan trọng cho chúng ta, thì chúng ta lỗ tai chúng ta sẽ sẵn sàng để nghe. Since we are not, we didn't give a value to what we hear. Especially when it's preaching, so we don't hear anything. Bởi vì chúng ta không thấy những cái gì được nói ra là quan trọng, nhất là khi mình nói về cái bài giảng thì chúng ta không có nghe gì hết. The other reason is when we come to church, we don't come with prayerfully to hear from the Word of God. Một lý do nữa là khi chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa, chúng ta không đi nhóm với một tâm thần cầu khẩn để nghe lời của Chúa. Brothers and sisters, if we come to church every Sunday with a prayerful heart to hear from God, God speaks to us through anybody. Nếu quý vị và tôi đến nhà thờ mỗi tuần với một tấm lòng cầu xin Chúa nói với mình, thì chúng ta sẽ nghe tiếng của Chúa nói với chúng ta. Actually, the book of Proverbs is full of these two words. Trong cái sách Châm Ngôn có rất là nhiều câu nói về vấn đề nghe. Proverbs chapter 4 verse 1 it says, "Hear, O sons, your father's instruction, and be attentive to what you may gain insight." Châm Ngôn đoạn 4 câu 1 nói rằng, "Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng." 4:20 it says, "My son, be attentive to my words, incline your ears to my saying, keep them within your heart." Và Châm Ngôn đoạn 4 câu 20 nói rằng, "Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta." Same thing in Proverbs chapter 13 verse 1 it says, "A wise son hears his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke." Và trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 1 nói rằng, "Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không cứng nghe lời của trách." Proverbs chapter 1 verse 24 it says, "I have called you and you refuse to listen. Have stretched out my hands, no one has heeded." Và trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 24 nói rằng, "Bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không cứng nghe, ta giơ tay ta ra lại chẳng có ai chú ý." Chapter 5 verse 13 it says, "I did not listen to the voice of my teachers or incline my ears to my instructors." Và Châm Ngôn đoạn 5 câu 13 nói rằng, "Nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi
và chẳng nghiêng tai qua lời người dạy dỗ tôi. So I want you to look, hearing and listening another thing, but they are related to one another. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn nói rằng nghe và lắng nghe không có giống nhau, nhưng mà nó liên hệ với nhau. The reason we have to hear is to listen. Lý do chúng ta nghe để chúng ta có thể lắng nghe. I have to hear to listen. Tôi phải nghe để rồi tôi mới lắng nghe. But to listen, I don't need always to hear. Nhiều khi, nhưng mà để lắng nghe thì nhiều khi chúng ta không cần phải nghe. Sometimes deaf people who cannot hear, they can read and they can listen. Nhiều khi có những người mà bị điếc, họ không có nghe nhưng mà họ có thể đọc, họ có thể hiểu. The first thing I want to say is the importance of our ears. Điều đầu tiên tôi muốn nói là cái tầm quan trọng của lỗ tai chúng ta. Well, God by His grace, He put two of them, one here and one here. Và bởi ân điển của Chúa, Chúa cho chúng ta hai lỗ tai, một cái bên này, một cái bên kia. He didn't put one here. Chúa không để cái trước này. So you know, one is so no, we can use this side and we can use this side. Cho nên một cái để chúng ta nghe phía bên này, một cái để chúng ta nghe phía bên kia. So our ears are very important because they are an instrument to process what we hear. Lỗ tai là một cái cơ quan rất quan trọng để nó nghe và nó bào chế ra những cái gì chúng ta nghe. Our salvation comes from hearing the word of God. Sự cứu rỗi của chúng ta đến từ sự chúng ta nghe lời của Chúa. To believe, I have to hear first. Để chúng ta tin lời Chúa thì chúng ta phải nghe lời Chúa trước. But hearing just by itself is not enough unless we go further to the second stage. Nhưng mà nghe không đủ, chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai. And a diligent hearing will lead me to listen and respond rightly. Và một cái lời nghe chăm chỉ sẽ giúp cho tôi đến một cái lời và một cái sự đáp ứng đúng. I want you to read Romans chapter 10 verse 14 to 18. Xin chúng ta mở Kinh Thánh Roma đoạn 10 câu 14 tới câu 18. It reads like this. How then will they come with the call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? Kinh Thánh nói rằng, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Mình nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng có ai được sai đi thì rao giảng thế nào? The reason we accept Christ is because you know we attentively listen to the word of God, and then after listening to the word of God, we accept it to our minds and to our souls, and then we became saved. Lý do chúng ta tin Chúa Jesus Christ bởi vì chúng ta nghe lời của Chúa một cách chăm chỉ. Và sau khi chúng ta nghe lời của Chúa một cách chăm chỉ thì chúng ta đem lời của Chúa vào trong tâm trí của mình, đem vào lời Chúa vào trong linh hồn của chúng ta, và nhờ đó chúng ta được sự cứu rỗi. Jesus in John chapter 5 verse 24, he says this, truly, truly I say to you, whoever hears my words and believes in him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Trong Giăng đoạn 5 câu 24, Chúa Giêsu nói rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, không và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. So the hearing is important to but to help me to believe, the listening is more important. Nghe nó rất quan trọng giúp chúng ta tin, nhưng mà lắng nghe nó quan trọng hơn. I mean, I'm sure the last 3-4 months you have been taking the Ten Commandments. So if you see the first commandment, it is in Deuteronomy chapter 6, verse 46, it says, "Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your soul and with all your might. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to of them when you sit and when
in your house and when you walk by the way and when you lay down and when you rise. Hear, O Israel. Trong mấy tháng qua chúng ta học về 10 điều răn. Và 10 điều răn là những lời mà Chúa nói cho dân Israel. Và tôi sẽ đọc trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 4 tới câu 6. Hỡi Israel, hãy nghe Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm ngủ, hay là lúc trỗi dậy. Có bốn cái loại người khi mà đến khi chúng ta nói đến lời Chúa thì có bốn cái loại người. When a preacher or somebody is teaching, we can categorize the people who are sitting in 14. Khi chúng ta nghe một bài giảng thì chúng ta có thể chia những cái người nghe ra làm bốn loại. The first ones are those who heard the preaching but they don't hear a single word. Cái loại người đầu tiên là họ nghe toàn bài giảng nhưng mà họ không có nghe một cái điều gì hết. The second one are those who heard the preaching but they did not listen. Cái loại thứ hai là họ nghe bài giảng nhưng mà họ không có lắng nghe. The third one are those who heard the preaching and they listened but does not do them or live them. Cái nhóm thứ ba là họ nghe, họ lắng nghe nhưng mà họ không làm theo lời của Chúa. And the fourth ones are those who heard the preaching and listen to them and live them or die. Và đội nhóm người thứ tư là họ nghe lời Chúa, họ lắng nghe lời Chúa và họ làm theo lời Chúa. So our faith is grounded on the way we respond to what we hear. Đức tin của chúng ta được đặt nền móng trên những cái cách chúng ta phản ứng với lời của Chúa. Actually, Matthew chapter 7, 24-27, it says exactly what it meant. Và trong Matthew đoạn 7, câu 24-27, cho chúng ta biết một cách rõ ràng về điều này. It reads like everyone then who hears the words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat the house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beaten against the house, and it fell, and great was the fall of it. Xin quý vị ở Kinh Thánh trong Matthew thứ đoạn thứ 7, câu 24 tới câu 27. Vậy kẻ nào nghe lời và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy thì bị sập, hư hại rất nhiều. This proverb is a comparison of two Christians. À, đây là một cái lời ví dụ để so sánh đời sống cơ đốc nhân chúng ta. We have here two hearers of the word of God, two of them. Chúng ta có hai cái loại người nghe lời của Chúa. Actually, put them like a builders of house. Giống như là những người thợ xây nhà. It says the same thing, you know, we are going to build every day our spiritual house. Giống như chúng ta mỗi ngày chúng ta phải xây cái căn nhà thuộc linh của chúng ta. So what we can see here is both of them have heard the word of God. Chúng ta thấy ở đây cả hai người đều nghe lời của Chúa. And both of them have also responded to what but they didn't respond the same way. Nhưng mà cả hai đều đáp ứng với lời của Chúa nhưng mà họ không đáp ứng giống nhau. Actually, both of them have heard and listened to the word of God. Có một người đã nghe và đã lắng nghe lời của Chúa. One does what he heard and listened. Một người nghe và lắng nghe. But the other one does not what he heard and listened.
Một người thứ hai nghe nhưng mà không lắng nghe. Truly, both of them have built their spiritual house together. Cả hai người đều xây cái căn nhà thuộc linh của mình như với nhau. They have used actually the same material, the word of God. Họ đều dùng một cái chất liệu và vật liệu giống nhau, đó là lời của Chúa. But the problem was their foundation was not the same. Nhưng mà cái điều khác nhau ở đây là cái nền của họ không giống nhau. One of them built his house with the word of God, with that material on a sand. Một người thì dùng lời của Chúa để xây cái nhà trên cát. And the other one built his house with the word of God on a rock. Còn người thứ hai thì dùng lời của Chúa để xây cái nhà trên một tảng đá. The Bible says to the one who built his house on the rock, a wise man. Và Kinh Thánh nói rằng cái người mà xây nhà mình trên tảng đá là một người khôn ngoan. And to the one who built his house on the sand, he called him a foolish man. Và Kinh Thánh gọi cái người mà xây nhà mình trên cát là một kẻ dại. So the first one, the one who built his house on the rock, the first time he heard the word of God, he decided to build it on a solid foundation. Cái người nghe lời của Chúa lần đầu tiên và đã quyết định xây nhà của mình trên một tảng đá chắc chắn. It was not easy to build what you heard on a rock. Rất không phải dễ để chúng ta xây dựng những gì chúng ta nghe trên một tảng đá. I'm sure some of you are here engineers, building engineers. Có thể đây là những có người ở đây là những người thợ xây nhà. And if you go to Chicago, those, I mean, big buildings like 50, 100, how did they stand? Chúng ta thấy ở Chicago có những cái tòa nhà vĩ đại có 50 tầng, 100 tầng mà họ xây như thế nào? The reason is they have those pillars and they do those pillars until they get the rock. Và họ có những cái cột trụ và họ bắt đầu họ đóng những cột trụ xuống cho đến khi những cột trụ đó đụng vào những cục đá ở dưới. When they dig those pillars to be the foundation, what they do is some of them, you know, after 1 or 2 meters they get the rock there. Khi mà họ đóng những cột trụ đó thì nhiều khi xuống 1-2 mét đã được những tảng đá. Some of the pillars, they go maybe all the way to 10 to 15 meters. Có những cái cột trụ có thể xuống 10-15 thước. But they have to stand in that rock. Nhưng mà cái trụ đó phải đứng trên một tảng đá. Once those pillars are stayed in that rock, so they can put their foundation. Và khi những cái cột trụ đó đứng trên hòn đá thì họ bắt đầu họ xây cái nền. After that, they can build as much as they can. Nothing will happen to them. Và sau đó thì họ có thể xây cái nhà càng cao theo ý họ muốn mà không có gì xảy ra hết. It's the same thing here. When we hear the word of God, we have to build our spiritual house in a good foundation. Giống như ở đây khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta phải xây dựng cái nhà thuộc linh chúng ta trên một tảng đá chắc chắn. To build our house in a good foundation, it's not going to be easy. Để xây nhà chúng ta trên một cái nền chắc chắn không phải là dễ. So because we have to find the rock. Chúng ta phải tìm cái tảng đá. So we have to dig a lot. Chúng ta phải đào. We have to work a lot. Chúng ta phải làm việc. Once we build it in the rock, the house is in a good foundation. Mà khi chúng ta đã xây nhà mình trên tảng đá thì cái nền chúng ta rất vững chắc. And the Bible says the other foolish person, he also built a house like the other. Và Kinh Thánh nói rằng cái kẻ dại kia cũng xây nhà. But he doesn't want to spend time. Mà cái người này muốn xây nhà nhưng mà không muốn tốn thì giờ. He doesn't want to dig in. Mà cũng không có muốn có đào sâu. So he just want to build a house. Mà chỉ muốn xây nhà mà thôi. He built his house on a sand foundation. Và người này xây nhà trên một cái nền cát. And both of them, when you look at them, because they use the same material, both of them were beautiful. Và vì hai cái nhà này xây bằng một cái vật liệu giống nhau, cho nên khi chúng ta nhìn thì cả hai nhà đều đẹp hết. During the summer, both of them were beautiful. Mùa hè thì cả hai nhà đều đẹp. Both of them were living in those houses. Both of them were living in their own houses. Và người ta sống trong những cái nhà đó. Nothing happened. Không có chuyện gì xảy ra hết. Sometimes what happens is, you see, in a church, we see Christians who are foolish and Christians who are wise. Nhiều khi trong hội thánh chúng ta có những người tín đồ là những người khôn ngoan và có những người tín đồ là những người như dòng kẻ dại. But you won't see the difference between the foolish and the wise Christian in a church.
Nhưng chúng ta không thể phân biệt được cái sự khác nhau giữa những người tín đồ khôn ngoan và những người tín đồ dại ở trong hội thánh. Và cả hai người đều đến nhà thờ, cả hai người đều hát và cả hai người đều làm giống nhau. But Jesus says, you know, it's not going to be summer always. Và Chúa Giêsu nói là không phải lúc nào cũng là mùa hè. This summer I've been using my bike. Mùa hè này. To any meetings. Tôi thường dùng cái mùa hè này thì tôi thường đi xe đạp đi họp. And I enjoy biking and running. Tôi thích đạp xe đạp và tôi thích chạy bộ. It helps me also to save money by using my bike. Tôi để dành được tiền khi mà tôi đạp xe đạp. But this week starts to get cold. Bắt đầu lạnh. And next week it's going to be more cold. Và tuần tới thì nó sẽ lạnh hơn chút nữa. And there will come a time where I cannot use my bike. Và sẽ đến lúc mà tôi sẽ không được, tôi không dùng kinh xe đạp của tôi được nữa. So the Bible says, after the summer, winter or rainy season came. Vậy Kinh Thánh nói rằng sau cái mùa hè thì mùa mưa đến. The rain fall from above. Mưa từ trên rơi xuống. The flood came through the foundation. Luộc nó lan ra qua khỏi cái nền. And the wind blew through the sides of the house. Và gió thổi qua cái bốn bề của nhà. Now we have to see which house is going to stand. Và bây giờ chúng ta thấy coi thử nhà nào sẽ đứng. See the wind, the flood, and the rain are three temptations and problems which we face every day. Trời mưa, trời gió, trời luộc, nó biểu hiện những cái cám dỗ mà chúng ta gặp hàng ngày. The rain that comes from above is the temptation which comes always from the devil. Cái mưa từ trên rơi xuống, đó là những cái cám dỗ luôn luôn đến từ ma quỷ. The wind which comes from besides us, the temptation which comes from the world. Và những cái gió thổi xung quanh, đó là những cái cám dỗ đến từ thế gian. And the flood which comes from the foundation is our flesh. Và những cái luộc mà nó luộc lội trong cái nền nhà, đó là cái tư dục của mình. As Christians, we are always tempted by the devil, by our flesh, and by the circumstances. Là những người tôi môn đồ của Chúa, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ bởi ma quỷ, bởi thế gian và bởi lòng tư dục của mình. So these houses, the rain in both houses. Và trời mưa thì mưa trên hai nhà. And then after the rain, the flood came and started to push the house through the foundation. Và sau khi mưa thì nước luộc đến và nó đẩy cả hai cái nền nhà. And the wind và was trời blowing and I mean pushing all sides of the house. Và mưa mà gió nó thổi mọi bề xung quanh cái nhà. But the problem was the house which was founded on the sand, it didn't last even for a week. Cái nhà xây trên cát nó không có đứng được. It was destroyed. Và nó bị sập. Actually it says its fall was great. Its fall was great, you know, it was completely destroyed. Và cái nhà nói là nhà bị sập, hư hại rất nhiều. Jesus never said it was cracked. He never said that. Và Chúa không nói cái nhà nó bị hơi nứt một chút. But it was completely crashed. Và Chúa nói là cái nhà bị sập. And the next morning when people come, they didn't see it. It was not there at all because it was completely destroyed. Và ngày mai người ta tới thì ta không thấy cái nhà nữa bởi vì cái nhà nó đã hoàn toàn sập xuống. The reason was the foolish man was not ready for the winter. Cái điều là cái người dại không có sẵn sàng cho mùa đông. Sometimes as Christians we build our spiritual houses with something materialist which are not important, and at the same time we never put it on Jesus. Nhiều khi trong cuộc đời Cơ Đốc nhân chúng ta xây dựng cái đức tin của mình trên rất là nhiều cái vật chất mà chúng ta không có xây đức tin của mình trên Chúa Giêsu Christ là cái tảng đá. Because of that we struggle a lot. Bởi vì đó mà chúng ta phải gặp nhiều khó khăn. I remember when I was in Sweden we had a Bible study group. And there was this beautiful Swedish girl who loves the Lord. Tôi ở bên Thụy Điển, tôi nhớ trong một cái buổi học kinh thánh thì có một cái cô gái người Thụy Điển rất đẹp và rất yêu mến Chúa. She was everywhere. I mean, in the ministry,
and singing and doing things. She was always everywhere. Cái cô này thì làm mọi chuyện từ hát và mọi những cái công việc trong hội thánh thì cô đều. I really always admire that lady because I was always praying, Lord help me to be that like this lady. Và tôi rất là thán phục cái cô này và tôi thường cầu nguyện Chúa cho tôi được giống như cô. But one day, her younger brother died. Một ngày kia thì em trai của cô mất. And she said, no more Jesus. Và cô nói rằng Chúa không còn nữa. She was not a believer anymore. Không tin Chúa nữa. Because she was tempted, but her faith was not founded on so solid rock. Và cô ta bị cám dỗ. Đức tin của ta, của cô ta không được xây trên một cái tảng đá chắc chắn. 1 Corinthians chapter 10 verse 4 it says, Jesus is our rock. Corinto thứ nhất, đoạn 10 câu 4 nói rằng Chúa Giêsu Christ là tảng đá của chúng ta. Yeah, Jesus. Actually, I was looking to the hymns and there is a hymn. Very lovely hymn. It was written in 1834 by somebody. It says, "On Christ the solid rock I stand; all other ground is sinking sand." Có một cái bài hát, một bài thánh ca viết khoảng năm 1832. Quý vị sẽ coi trên màn ảnh. Bài thánh ca số 260 nói rằng: "Nương trên Giêsu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường cát lún thôi." Actually says like, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Hồn tôi chỉ quyết nương theo Giêsu như tảng đá khối trong ba đào thôi. Dầu khi gió xin anh sơn cho tiếng Việt. Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Giêsu thôi. And it says when darkness veiled his lovely face, I rest on his unchanging grace. I every high and stormy gale my anchor holds within the veil. Và câu thứ hai. I think it's 313 or something somewhere. Và câu thứ hai là dầu khi bóng tối khuất lấp thiên nhang, tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban. Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives away, he is and is all my hope and stay. Câu thứ ba, nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi, tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi. Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan, tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang, tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang, mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, đứng trước đấng thánh tôi không sợ lo. So as Christians this morning, the way we hear determines our life's foundation. How do you respond to what you hear? Là những người tin kính Chúa sẽ hôm nay, cách chúng ta nghe nó sẽ quyết định cái nền tảng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Quý vị sẽ đáp ứng như thế nào? Do you alternatively and listen and live according to the word of God? Quý vị nghe một cách chăm chú và sẽ sống theo lời của Chúa. Brothers and sisters, let's not forget. Every day we are building our spiritual house. Quý vị phải nhớ rằng mỗi ngày quý vị và tôi xây dựng cái nhà thuộc linh của chúng ta. Some of us may build our whole houses with our talent, with our money, and with worldly material, but at the end they will disappoint us. Có nhiều người trong chúng ta xây cái nhà này bằng khả năng, bằng vật chất và sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ thất vọng. So let us build our spiritual house with the word of God founded on the foundation, Jesus. Chúng ta hãy xây nhà thuộc linh của chúng ta
bằng lời của Chúa trên một cái nền tảng vững chắc, một tảng đá vững chắc là Chúa Jesus Christ. Tôi xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta sẽ nghe một bài hát nữa.